Một đại gia ở quận 8 hôm nay là chuẩn bị một cái lễ cúng cô hồn và chi một cái số tiền rất là khủng luôn nha. Ở trên tay là chị đang chuẩn bị những cái sắp tiền nè. Đó. Tiền xếp sẵn cũng có và tiền này tiền thì chưa xếp, cái này là tiền dành dụm của chị hả chị? Đúng rồi, tiền để dành đó. À, một năm mình để dành một lần hay sao chị? Đúng rồi, năm để dành một lần. Dạ. Trời ơi, nguyên con heo quay luôn. Heo quay rồi tiền nữa. Cái này nhiều lắm á, cái này thấy chị chứ nhiều lắm. Em thấy cái số tiền nội như là cái tiền mà chị ship ra trên đây nè, chứ là cái tiền mà ở trong thao này cũng hơi nhiều á chị. Nhiều, hai này nhiều á. Dạ, bị bộ luôn nha. Cái này là chị có thể biết là cho thì em biết là cái này khoảng bao nhiêu không chị? Trị giá bao nhiêu không? Bây giờ cũng biết, nhiều quá. Dạ. Nhiều lắm. Ba giữ cả nhà ơi. À, một con heo quay và một cái mâm cúng rất là thịnh soạn luôn chứ chị ha. Đó. Đó. Một lát thôi chị cho giùm con gà ăn giùm luôn. Cho giùm con gà ăn giùm luôn. Dạ. Dạ. Thôi. Bán cho hết luôn. Dạ. Bây giờ để chị ra chị thắp nhìn chị lại. Thắp hương đúng không? Ba cây đốt giùm ba cây nhang. Ở bây giờ là chị là ra cho mình thắp hương chứ chị. Phía bên ngoài là mấy bạn nhỏ là căng thẳng rồi đó. Anh chờ sẵn nha. Đốt 5 cây nhang nhỉ. Ui. Quá trời đông rồi. Chưa rồi, đợi chút. Để cho gì cúng rồi hả? Hôm nay là đại gia quận 8 là cúng cô hồn nha. Đây là hôm nay là chị chi một cái số tiền khủng khiếp luôn á. Là lớn luôn kinh chị. Số tiền này cái sọt này tiền mà chị đựng bằng sọt không mà hai sọt. Nặng nha. Nặng lắm á chứ không phải nhẹ đâu. Nặng á. Quá dễ đâu, quá biết rồi. Hai sọt tiền. Rồi, ngày rằm tháng 7 nè, cho phát nha, cho. Giống như là năm nào chị cũng cúng phát gì hả chị? Dạ. Yeah. Nói chung là tiền mà để mình năm là mình cúng là ngày vào ngày mấy tháng năm chị? 16 chị cúng. Dạ. Là mình cúng cái một khi mà một cái năm cúng như vậy là chắc mình khoảng bao nhiêu tiền vậy ha? Như tính hết luôn những cái ba đồ cúng mấy chục triệu. Con heo này không giờ cũng đã giá cũng vài triệu rồi. Nói chung là ông bà chị cúng bánh ngon không nha. Ừ. Đó. Bánh xịn. Đúng rồi, bánh xịn không? À. Bánh mì. Nghĩa cốc nè, nói chung là bàn mâm cúng là không thiếu gì hết chứ chị. Gà một con vịt quay đừng. Mấy ai mà làm quá là tao không có thấy tiền. Đừng bánh động, lát có. Làm quá là không có thấy tiền á. Ta nói 11 giờ mà mấy đứa gấp quá. Đừng mong. Mà đập cửa nhà người ta không sùng gì hết trời. Cúng đi mấy đấy, con chứ. Đúng rồi. Ăn uống đi. Mấy đứa gắng đợi nửa tiếng nữa thôi. Nửa tiếng nữa là sẽ được giờ khởi hành đó. Đó cho tiền cả nhà ơi. Anh chỉ nói đây là cũng hết. Mấy 20 triệu rồi. Bên đây nó kêu. Còn chuyện lẻ nữa. Nó nhóc kêu chưa lụm nữa chứ dạ. Mình thấy sớm qua cho qua tội nghiệp ta chia nhau. Chia nhau kìa. Không phải vậy chứ một hồi là tới giờ là nó sẽ bu lè. Trời mưa sao? Cái này trời mưa là phát tài nha. Ờ đang cúng mà mưa là phát tài hả? Ờ đang cúng trời mưa là phát tài nha. Ê cho lên báo nha, mặt đẹp đẹp nha. Ở đây là hiện tại đang mưa nha, nhưng mà mấy bạn trẻ ở đây là đang cố gắng lại là đó. Dạ, ở đây là đó, bạn ở đây đang được mưa này nè. Trời mấy con ở đâu lận? Con ở bên quận này nè, quận 8. Gần gần nha. Anh này live stream nè. Mời quay vô mặt con rồi. Đây là cái giây phút mà chuẩn bị cúng ở bên ngoài đang chạy rất là nhiều nha. Ở đây cái hẻm này hơi nhỏ, chạy hẻm này hơi nhỏ, một hồi chắc kẹt luôn á. Cứ nhắc luôn. Vô con sắp 10 ngàn thôi, chứ giật không lại. Giống lợn thôi, với tao bố tao. Ủa gì giúp mẹ đi lầu hay gì không? Thì ai giật nhiều thì được nhiều. Anh phải tiền như lầu hả? Chưa biết nữa, để lát coi gia chủ sẽ phát tiền cái đâu. Phải như lầu đạp không à. Hello mấy bạn, chờ chút xíu nha, chút xíu nữa xong rồi. 11 giờ nha mấy bạn ơi. Đúng 11 giờ luôn á đúng không? 11 giờ, ở đây có giờ giấc, có giờ giấc. Bây giờ mấy giờ? 40 rồi. Hôm qua 500 quá trời, nó không có vậy. Vậy hả? 500 thấy ở đâu? Không vậy? Thấy ở đâu? Trời ơi bên ngoài mấy bạn trẻ dí quá trời đông rồi cả nhà ơi. Đó, trước nhà của chị Phụng. Tại vì có hồn biết quá anh. Nhưng mà có chuẩn bị đồ đựng chưa? Gỗ đồ á. Rồi. Đó, em bọc nè đem. Đó. Đây mấy bạn trẻ này cũng có đầu tư lắm à.
quá dữ rồi. Ở đây thì cả nhà hãy chờ cái học sinh đi giờ cô Hồ luôn nè. Con gọi đi học không? Dạ. Con đi học không? Dạ còn. Mai con nghỉ. Để xem đi, chắc 20 chục, 50 chục luôn. Đây là chị chủ nha. Đây mấy bạn nói là cúng mà trời mưa là năm sau là phát tài luôn á. Trúng lớn luôn rồi. Trời ơi, máy lạnh mát. Nó miếng máy lạnh. Thôi khỏi ra ngoài hả? Trời mưa, mấy em kiếm chỗ đụng xíu đi. Thôi đi, có mưa. 20 phút nữa là kiếm chỗ đồng thôi. 1 giờ sẽ cho mấy bạn nha. 4-5 chục người đầy đủ. Khổ luôn, cũng hấp dẫn nữa. Quá trời nữa rồi. Tắm mưa luôn. Ngon lắm. Như chị phở này hả? 28.000 gói, ngon lắm. Có nghĩa là mình cúng mì gì là có ý nghĩa như thế nào chị có thể giải thích được cho cô Hồn cách đảng ăn luôn. Cả nhà ơi. Trời ơi. Bây giờ dướng cái cửa quay không được rồi. Trời ơi trời. Quen. Trời ơi. Nhiều lắm. Tiền nhiều lắm vậy. Vậy ồ. Mở cửa bay vô vậy ơi. Cháu mở cửa bay vô. Chưa chưa rồi. 11 giờ. Mười một giờ. Tụi em đục mưa đi, để hưởng. Đục mưa đi, mấy em đục mưa đi, để hơi lạnh đó. Rồi. Quá trời rồi, không khí càng nên là náo nhiệt hơn hả? Trời ơi, quá trời rồi. Cái dĩa này là chị, cái mâm này chị đẩy ra cửa hả? Chị đâu có cửa chưa tới giờ. Quá trời ơi. Quá nhiều thanh niên đang đợi bên ngoài để chuẩn bị giật cô Hồng. Không
người đẹp cũng đi vô cửa hồ rồi. Mặc dù trời mưa rất là to nhưng mà các bạn trẻ ở đây là đang tụ tập trước nhà gia chủ để chuẩn bị giật cô hồn đây. Đây cái con hẻm này tương đối nhỏ luôn, đây đậu xe là đầy bích hết các con hẻm rồi nha. Đó, à, sắp tới giờ mà chị chủ cúng xong rồi nên là không khí trở nên là náo nhiệt. Đó, chị chủ chuẩn bị. Chị chủ chuẩn bị mở cửa. Chị chủ chuẩn bị mở cửa. Chị chủ hại não luôn. Hiện tại giờ mấy bạn ở đây là đứng cạnh cái gì quen cái hẻm rồi ơi. Ừ, hiện tại là trời mưa nhưng mà các bạn cũng cố dầm mưa đứng đây. Đi sáng giờ rồi. Mà đi bà mua hàng ở đâu vậy? Xuống á, mình không có đường xuống á. Nó đang xuống, nó không có đường xuống là nó. Xuống.
đi ra đây cho anh đi ra, cho anh đi ra chứ, 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 cho anh đi ra đi. Trời ơi, trời anh này con lấy nguyên cái vỏ mà. Bà nãy giờ chưa vô được nãy giờ. Trời ơi, quá trời. Quá cho thiệt rồi. Thôi ta thấy cái vỏ không ăn rồi. À, đó. Mới yêu. Trời ơi trời. Nhiều không? Xếp lại đâu được cái lồng trời. Chiến lợi phẩm á hả? Ờ đúng rồi. Cái đội giữ đi. Đứng đó kìa, quá kìa, nó có
Đâu đưa chiến lê phẩm ra. Sau khi mà giật trong cái hồn thì mấy em thanh niên này đã lên đường đi về nha. Đó, về đó. Bây đi kiếm chỗ khác á. Bây giờ đi xéo đi quần chỗ khác nè. Đi kiếm chỗ khác nè. Quá nhà đông rồi. Anh có là YouTube không? Anh có là YouTube không? Có. Có là hồn á. Hôm nay anh này bữa nay chị đi thí sinh nè. Chị đi. Còn nữa, sao tối sau nữa nè. Đó. Trời ơi. Đó. Thấy không, bao nhiêu điểm chưa? Đây là thành quả của chú. Đấy là đại ông đứng ngay cổng, ông cho cạnh bên kia không nha. Chú chỉ đứng ngay cái cổng này thôi mà. Nhiều đó đó. Không tốn quá nhiều sức lực, không tốn nhiều sức lực. Có con bé nào mở mở đang ngồi đây nè. Nó ngồi. Ủa, nó leo lên. Leo lên. Có nè mình rồi. Nó leo lên đó. Ủa trường bác sắp sửa luôn. Mấy người nó leo lên. Sao cô sát bên nhà chị Phụng mình năm nào cô chị Phụng cũng cúng vậy, cô thấy sao cô? Vui rồi. Mà có năm nào lớn như năm nay không cô? Năm nào cũng vậy á. Đập lên lịch xuống mà. Năm nào cũng vậy á chứ không phải. Năm nay thấy đông quá hả cô? Đông, năm nay đông nhiều hơn. Bà hai nói mấy bữa trước làm sao nó kiếm sao? Mấy bữa trước nó kiếm lại cho gạo nữa. Mà năm nay chị không cho gạo không? Không, cho đến tháng chị mới cho. Tại năm nay tháng này người ta cho nhiều ha. Tháng này nó cho nhiều quá rồi, nó cho nữa.